Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Trước đây thì mình đã từng làm những cái video dấu hiệu cho biết con gái thích bạn rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nói kỹ hơn với một video, đó là 6 dấu hiệu cho biết là một cô gái nhút nhát thích bạn. Thật ra mà khi mà con gái nhút nhát ấy thì sẽ không có quá nhiều những cái biểu hiện để cho mà bạn biết được đâu. Và đôi khi những cái biểu hiện nó hơi đi ngược lại ấy, cảm giác như là họ đang không thích bạn nhưng mà thực ra họ lại đang thích bạn ấy. Và khác với con trai ấy, thì con gái thường là ngại ngùng này và bị động hơn trong chuyện tình cảm nữa. Nếu như mà con trai ấy, các bạn ấy thích ai ấy, thì rất là khó giấu. Con gái khi mà họ thích ai ấy, mà họ lại còn là một người nhút nhát và hay ngại ngùng đó, thì mình thề luôn, đố ai mà biết được luôn á. Bạn cảm giác như là bên ngoài thì họ có vẻ lạnh lùng, họ có vẻ đang bơ bạn, nhưng mà thực ra trong lòng của họ thì đang kiểu bão bùng, đang kiểu ngàn tim đang hướng về bạn ấy. Thế nên là mới có cái kiểu đáng tiếc rằng là một bạn nam theo đuổi bạn nữ mãi không có được. Thế xong sau đó ra trường thì mới phát hiện ra rằng là ở cái lúc đó thì ra cái bạn nữ đó cũng thích cái bạn nam đấy, nhưng mà kiểu cả hai đều không bắt sóng được với nhau ấy. Nhưng mà dù thế nào thì luôn luôn cũng sẽ có những dấu hiệu mà chúng ta không thể giấu được. Vậy nên là ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 6 dấu hiệu một cô gái nhút nhát thích bạn. Rồi chúng ta bước vào dấu hiệu đầu tiên luôn. Đó là cô gái đó nói chuyện thoải mái với mọi chàng trai khác trừ mỗi bạn thôi. Nhiều khi ấy, một cô gái nhút nhát mà thích bạn ấy thì họ có thể nói chuyện và cười đùa thoải mái với mọi chàng trai khác. Tuy nhiên thì họ chỉ có nhút nhát rụt rè với mỗi mình bạn thôi ấy. Thậm chí là họ còn có thể tránh né những cái cuộc nói chuyện riêng với bạn nữa cơ. Lúc này thì bạn có thể nghĩ rằng là họ ghét bạn hoặc là gì đó, nhưng mà không đâu, chưa chắc đâu. Bởi vì đôi khi ấy, có những cô gái mà họ tính tình nhút nhát, ngại ngùng, họ thích bạn ấy thì họ ngại ngùng với cái cảm giác của họ và họ sợ bạn phát hiện ra ấy. Và họ có chút gì đó bối rối, không biết làm gì khi ở cạnh bạn. Thế nên là họ sẽ không thể thoải mái và không thể tự nhiên khi ở cạnh bạn được ý. Và đây cũng là một cái dấu hiệu rất quan trọng nhá. Để biết được là họ có thích bạn hay không ấy thì bạn chỉ cần để ý, đó là khi mà không có bạn xuất hiện ấy thì cô gái đó nói chuyện vui vẻ, nhưng mà đột nhiên bạn xuất hiện thì bạn thấy cô gái đó có vẻ rụt rè và trầm tính hơn. Thì có thể là do họ đang quá ngại khi ở cạnh bạn, và có thể là do họ đã thích bạn rồi. Dấu hiệu thứ hai đó là họ hay vuốt tóc hoặc là chỉnh lại quần áo khi mà bạn xuất hiện. Đây sẽ là một dấu hiệu mà bạn cực kỳ dễ nhận ra luôn, đúng không? Và mình thề dấu hiệu này quá rõ ràng và gần như là cô gái nào cũng giống nhau ấy. Đó là khi họ liên tục vuốt tóc này, chỉnh lại quần áo này, tô lại son này, đột nhiên họ chỉnh trang lại cái vẻ bề ngoài của họ, tức là ở đó đang có một người mà họ muốn gây ấn tượng. Nếu như mà bạn thấy 1 đến 2 lần thôi họ vuốt tóc khi ở cạnh bạn thì có thể là do trùng hợp. Nhưng mà nếu như nó lên tới 80% thì có một khả năng rất cao, đó là cô gái đó thích bạn đấy. Ngoài ra ấy, thì họ có thể nghịch tóc của mình này, hoặc là nghịch tà áo. Nói chung là tay của họ sẽ không thể để yên khi ở cạnh bạn được. Thì cũng có một khả năng đó là họ hơi lo lắng, hơi hồi hộp và hơi bối rối khi được ở cạnh người họ thích ấy. Và đương nhiên rồi, đấy là một dấu hiệu cho biết là họ đã thích bạn. Dấu hiệu thứ ba của một cô gái thích bạn đó là họ sẽ luôn luôn cười với những câu đùa của bạn, cho dù là những câu đùa của bạn đôi khi nó rất là nhạt ấy. Mình thề luôn, đây mình là một ví dụ này, khi mà mình thích ai thì mình sẽ thấy ở tất cả những cái câu đùa của họ đều rất là funny, và lúc nào thì mình cũng sẽ muốn cười khi ở cạnh họ ấy. Nên bạn để ý xem, nhiều khi những cái câu đùa của bạn ấy nó nhạt kinh khủng luôn ấy, chẳng có ai cười, nhưng mà riêng cô gái ấy vẫn luôn luôn cười với tất cả những câu đùa của bạn dù cho nó nhạt nhẽo ấy. Thì đương nhiên rồi, một khả năng rất cao đó là cô gái đó thích bạn. Con gái khi mà họ ngại ngùng, họ cũng không biết biểu đạt như thế nào ấy, thì họ thường dùng nụ cười để thể hiện rằng là họ để ý đến bạn và họ thích bạn ấy. Và đây cũng là một cách để con gái gây chú ý với bạn. Nên là nếu như bạn phát hiện ra dấu hiệu này thì đừng có mà bỏ lỡ nhá, bởi vì là có thể cô gái đó đang thích bạn lắm rồi đấy. Và nếu như bạn cũng thích họ thì còn gì phải nói nữa, đúng không? Rồi chúng ta đến với dấu hiệu thứ tư của một cô gái ngại ngùng thích bạn, đó là trên mạng thì chat chít với nhau xuyên đêm nhưng mà gặp mặt thì lại bơ. Mình thề luôn, cái này thì kiểu gần như đến 100% là họ thích bạn ấy. Có nhiều người ấy, trên mạng thì họ nói chuyện rất là thoải mái và bạn nghĩ rằng là gần như là 100% là họ thích bạn rồi á. Nhưng mà sáng hôm sau gặp nhau ở lớp chẳng hạn thì tự nhiên bạn lại thấy rằng là cô gái đó kiểu khác hẳn, lạnh lùng hẳn, chẳng thèm nói gì với bạn cả. Thậm chí là còn hơi né tránh nữa cơ. Lúc này thì có thể bạn sẽ tưởng rằng là cô gái đó ghét bạn, nhưng mà tối về thì lại thấy nhắn tin vui vẻ bình thường. Và lúc đó thì bạn cảm thấy rằng là trời ơi, không biết đường nào mà lần, không thể hiểu được đây là gì nữa. Thì mình nghĩ có thể nguyên nhân là do cô gái đó đã thích bạn rồi, thế nhưng mà tính cách quá là ngại ngùng, quá là rụt rè, nên khi mà kiểu nói chuyện trực tiếp ấy thì không thể nào mà nói chuyện tự nhiên được. Với cả khi mà thích ai rồi thì người ta tự nhiên người ta cảm thấy bối rối, cảm thấy rụt rè và cảm thấy có một cái cảm xúc nó nói chung là khó tả lắm. Nhưng mình đấy, khi mà mình kiểu ở cạnh cái người mà mình thích ấy
thì kiểu mình cũng tự nhiên kiểu bị kiểu rụt rè hơn ấy, kiểu nhút nhát hơn bình thường luôn á. Và điều bạn cần làm đó là hãy nhận ra được điều đó, và bạn là con trai mà, bạn hãy cố gắng chủ động hơn này, nói chuyện với cô gái nhiều hơn, chủ động hơn, hoặc là tìm những cái không gian riêng thoải mái để hai người có thể nói chuyện với nhau. Và đương nhiên là sau khi mà nhiều lần có thể nói chuyện thoải mái với nhau ấy, thì cô gái đó chắc chắn là cũng sẽ tự tin hơn và sẽ bớt rụt rè hơn rồi. Và đây cũng sẽ là một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu mà mình thấy là gần như 100% là cô gái đó thích bạn rồi đó. Dấu hiệu thứ 5 đó là cô gái hỏi mọi người về bạn. Đây là một dấu hiệu mà mình tin rằng là không chỉ con gái đâu, mà ở những video dấu hiệu về con trai thích một ai đó ấy, thì mình cũng đã nói đến rất là nhiều lần rồi. Và với mình ấy, thì đây là một dấu hiệu mà nói chung là cả con trai cả con gái cũng đều sẽ có. Và bạn có biết không, con gái ấy, khi mà nó không quan tâm bạn ấy, thì còn lâu nó mới hỏi về bạn, kiểu quan tâm làm gì, hỏi làm cái gì ấy, ai rảnh đúng không? Thường sẽ có hai trường hợp, con gái sẽ hỏi thăm dò thông tin về những người mà chúng nó ghét, hoặc là về những người mà chúng nó thích. Đấy, nên là nếu như mà cô gái đó không ghét bạn ấy, thì chỉ còn trường hợp còn lại, đó là cô gái đó đã thích bạn rồi, nhưng mà lại đang không dám nói chuyện trực tiếp với bạn mà phải đi hỏi người khác. Rồi dấu hiệu thứ 6 đó là đột nhiên tăng động hơn hoặc là trầm tính hơn khi ở cạnh bạn. Cái này nghe thì có vẻ là khó hiểu đúng không? Nhưng mà để mình giải thích nhá. Bạn để ý xem, kể cả khi mà bạn không nói chuyện với họ, mà bạn chỉ cần bước vào căn phòng có cô gái ấy thôi ấy, và bạn nhận ra rằng là đột nhiên bạn thấy rằng là cô gái đó cười nói nhiều hơn, hoặc đột nhiên là trầm tính hơn so với cái lúc mà trước khi bạn bước vào ấy. Nói chung là cô gái đó thay đổi cái trạng thái cảm xúc 360 độ luôn, thì có nghĩa là cô gái đó thích bạn rồi. Kiểu bình thường đang rất ít nói nhưng mà đột nhiên bạn bước vào thì cười nói nhiều hơn, có nghĩa là đang muốn gây ấn tượng với bạn và đang muốn kiểu gây sự chú ý với bạn ấy, thu hút cái sự chú ý của bạn. Hoặc nếu ngược lại, đang kiểu nói chuyện rất vui vẻ nhưng bạn vừa bước vào lại trầm tính hơn, ít nói hơn, có nghĩa là kiểu thấy sự xuất hiện của bạn thì tự nhiên lại cảm thấy rụt rè, cảm thấy bối rối, nên là kiểu cũng không biết nói gì ấy. Nói chung là có một câu nói cực kỳ chính xác để xác định một cô gái thích bạn, đó là nếu như đứng trước mặt bạn, cô gái đó từ một người hướng ngoại trở thành một người hướng nội, hoặc là ngược lại, thì có một khả năng rất cao đó là cô gái đó đã thích bạn rồi. Và cái này chuẩn đét 100% luôn, chắc chắn là chuẩn đét 100% luôn. Ok, như vậy là mình đã nói với các bạn 6 dấu hiệu cho biết là một cô gái thích bạn, hay là chi tiết hơn đó là một cô gái nhút nhát thích bạn. Mình hy vọng rằng với video này thì sẽ giúp cho các bạn có thể nhận ra được tình cảm của cô gái mà bạn đang thích, để không bỏ lỡ cô gái ấy nhá. Kiểu đôi khi người ta bỏ lỡ nhau bởi vì không hiểu những cái tín hiệu của nhau ấy, thì mình thấy nó là một cái điều nó cực kỳ đáng tiếc luôn ấy. Và mình hy vọng rằng là video này sẽ giúp được cho các bạn, và nếu như có thể giúp các bạn thành đôi thì nhớ comment ở dưới để cho mình biết với nhá. Và cuối cùng thì mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp, đó là nếu như các bạn đang muốn giảm cân này, cải thiện ngoại hình này, làm cho mình đẹp hơn, thì đây là một cái sản phẩm mà mình cũng đã dùng nên là mình cũng muốn giới thiệu với các bạn, đó là Coffee Idol Slim. Thực sự mình biết giảm cân là một cái hành trình rất là khó khăn. Trước đây thì mình cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, mình đã giảm cân thành công nên là mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, và cũng đã có rất nhiều bạn đã nhắn tin cho mình và mình cũng giúp được các bạn để giảm cân thành công, để một vài cái feedback ở đây nhá. Nên là nếu như bạn nào mà đang gặp khó khăn trong vấn đề giảm cân và cũng muốn giảm cân ấy, thì đừng ngại, hãy nhắn tin cho mình. Mình sẽ cố gắng để có thể trả lời được hết tất cả mọi người. Nhắn tin cho mình qua Insta phuongthao.zoe nhá. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phuongthao.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!